Mới đây, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, thành phố sẽ sớm nghiên cứu để có thể triển khai xây dựng khu vực chôn lấp rác thải ở bãi rác Nam Sơn thành công viên công cộng. Ngay lập tức, ý tưởng biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên công cộng được dư luận đặc biệt quan tâm. Ý của Chủ tịch Hà Nội gọi là tôi cho rằng là cái việc trước đây chúng ta chôn là chúng ta chưa có điều kiện để gọi là đầu tư xây dựng một cái hệ thống hoàn chỉnh ví dụ như kết hợp với loại phát điện đốt phát điện vì đầu tư đến đốt phát điện nó tôn kém hơn rất nhiều đúng không phải cả một dây chuyền dẫn đến cái việc ở chôn lấp thì bây giờ chôn lấp nhưng mà bây giờ cả một cái diện tích đất rộng mà đất bây giờ lại rất quý chẳng hạn đấy thì cái việc gọi là bóc lên để mà gọi là xử lý thì có thể gọi là tính đến trôn lấp rác thải là phương pháp thường áp dụng cho các đối tượng chất thải rắn là rác thải đô thị không được sử dụng tái chế cho xỉ của các lò đốt, chất thải công nghiệp. Tuy vậy, xử lý các bãi rác này bằng phương pháp nào cũng là bài toán cho các cơ quan chức năng. Nhiều cái bãi rác uh, cũ tiềm ẩn nguy cơ làm ô nhiễm môi trường chẳng hạn thế và không được gọi là chôn lấp hợp vệ sinh thì gọi là cái việc gọi là xử lý là đương nhiên rồi, chúng ta nên gọi là xử lý. Nhưng mà đem đi gọi là để mà đốt thì là hợp lý hay chưa? Cái này thì tôi nghĩ là phải là làm là, là một cái bài toán. Chúng ta cần phải lập hồ sơ gọi là rất nhiều trong đó rất nhiều cái phép toán, phép tính để gọi là dẫn đến cái việc gọi là hiệu quả để chi phí lợi ích gọi là cho môi trường thì như thế nào gọi là về kinh tế thì như thế nào thì lúc đó chúng ta mới gọi là đưa ra một cái gọi là à, quyết định được. Trên thực tế để triển khai được công viên trên bãi rác Nam Sơn cần sự quyết tâm lớn quy hoạch rõ ràng và triển khai quyết liệt đồng bộ nếu ý tưởng này thành hiện thực sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân quanh khu vực bãi rác nam sơn để cảnh khói bụi nguy cơ ô nhiễm không khí không còn đe dọa người dân